Vâng, thưa các bạn, bây giờ là đúng 9 giờ tối ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022 thứ Bảy tại California. Bên Việt Nam bây giờ là chúng ta 11 giờ trưa ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 ngày Chủ nhật. Chúc tất cả các bạn và các mọi người trên thế giới, từ hải ngoại cho đến trong nước, từ trong nước ra đến hải ngoại và khắp nơi, một ngày lễ cuối tuần chúng tôi ở bên Mỹ gọi là Long Weekend Holiday, là tại vì ngày thứ hai này sẽ là ngày lễ Independence Day, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Một chất phái nhiệt cho cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là một bản, một câu ngắn thôi đã được cụ Hồ trích để đọc cái bài tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vâng, thưa các bạn, ngày Long Weekend ở bên Mỹ thì đa số mọi người đi chơi, nhưng mà mùa này thì sang đất, không biết là thiên hạ đi nhiều hay không. Rất nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ là tại vì đường bay đi loanh quanh và quận vì cấm vận. Còn ở bên Việt Nam thì chúng tôi hy vọng rằng mọi việc vẫn bình yên một ngày Chủ nhật, và các bạn thư thả buổi trưa, ngồi ăn cơm trưa và thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lệ Hằng, Hậu Trần, ca sĩ hát bài Về Quê. Vâng, thưa các bạn, có một điều là chúng tôi hay nhắc nhở các bạn, bất ngờ mà các bạn lên để yêu cầu ca sĩ hát một bản nhạc thì chúng tôi không thể là ca sĩ Khánh Ly được. Thì nói đùa cho vui thôi, tất cả chúng tôi phải chuẩn bị trước để download vào trong USB, trong từ USB chúng tôi mới đưa lên trên, giống như là tất cả các chương trình Diva Việt Nam, Gala ở Việt Nam thì tất cả đều phải nằm trong chương trình. Thành ra những bản nhạc mà nói là không có trong chương trình hay là không có cho phép mà kia thì chúng tôi không tin như vậy. Và tất cả những bản nhạc đều phải nằm trong USB để cho cái người điều khiển âm thanh họ có thể mở khi mà chương trình bắt đầu. Vâng, thưa các bạn, những bản nhạc như anh San Kham và anh Lợi Phạm cũng như là Hậu Trần mới đề nghị thì có lẽ là chắc không thưởng thức được. Vâng, các bạn chắc vừa mới chấm dứt trên live stream của Lê Thái hơn 2 tiếng đồng hồ. Chào bạn Varuva, chào vâng, chào bạn Trần Thế ở bên Facebook. Thì chúng tôi xin chào cháu Liên Lê, chào chị đẹp. Vâng, thì cô Hằng cũng chào lại cháu Liên Lê đẹp. Vâng, chào tất cả các bạn trên diễn đàn và mời các chị lại Hằng gửi lời chào tới khán giả các bạn trên Hàn Quốc. Lê Hằng xin được hân hạnh gửi lời chào đến tất cả các anh chị, tất cả các bạn trẻ đang trong chương trình giao lưu văn nghệ cùng Lệ Hằng tối hôm nay tại Cali và buổi trưa tại Việt Nam. Lời đầu tiên Lệ Hằng xin kính chúc tất cả các anh chị, các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc, bình an và nhiều niềm vui. Và luôn cảm ơn tất cả các anh chị luôn yêu thương và dành cho Lệ Hằng những cái tình cảm rất là trân trọng, luôn đồng hành cùng Lệ Hằng trong những các chương trình văn nghệ để gửi tới những nhạc phẩm hay, cống hiến cho tất cả các anh chị trong những thời gian trong tuần lễ đi làm mệt mỏi, có những suy nghĩ lo lắng, thì đây là những cái không gian để cho mọi người được thư giãn cùng vui chơi với cuối tuần. Và trong chốc lát ở đây Lệ Hằng sẽ gửi đến tất cả các anh chị những nhạc phẩm Lệ Hằng đã chọn lựa sẵn. Thì hầu hết là những nhạc về tình cảm thôi, nay không có chủ đề gì cả. Những bản nhạc mà các anh chị yêu cầu, xin các anh chị vui lòng
cho biết sớm, đúng như nhà báo thường thông báo trong các buổi giao ra buổi livestream. Thì vì Lệ Hằng chuẩn bị có những nhạc phẩm mà Lệ Hằng chưa từng hát thì Lệ Hằng cũng phải xem qua, nghe qua. Còn những nhạc phẩm Lệ Hằng đã từng hát thì Lệ Hằng sẽ chọn và để vào những cái để vào trong cái USB để đưa vào trong chương trình thì nó chu đáo hơn. Một lần nữa Lệ Hằng xin cảm ơn. Vâng, bạn lại bác Phạm nói là âm thanh nhỏ, bạn xem lại cái nút âm thanh của bạn, tại vì tất cả mọi người đều nghe rõ hết. Và âm thanh cũng để cái giống như là mọi khi vậy thôi, không có gì thay đổi hết ạ. Chào bạn Văn Hiệp. Vâng, chúng ta có thể bắt đầu được mời ca sĩ Lệ Hằng tranh thủ bằng bản nhạc đầu tiên mở nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, là cảm ơn những bó hoa các bạn đã gửi cho Lệ Hằng. Cảm ơn Liên Lê và chào chị của em, chị gái của em cũng đang có trong chương trình hôm nay. Chào Dũng Nguyễn, cậu em ở Long Khánh. Nhạc phẩm mở đầu chương trình Lệ Hằng gửi đến tất cả các bạn, các anh chị, nhạc phẩm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, một nhạc phẩm cũng rất là truyền cảm và có lẽ các anh chị cũng có thể là mới nghe lần đầu. Mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Sóng chào
chân sỏi đá. Trái tim em mờ cắp mềm, bàn chân dài vội vàng in dấu yêu. Huyền tình xa bên mê đời hoang phế, chờ theo muôn ánh trăng tan. Những đêm về lặng lùng, gió mưa nào ngại ngùng, quen mắt em đường huyền chân lẻ loi. Đời hoang phế chờ theo muôn ánh trăng tan, những đêm về lạnh lùng, gió mưa nào ngại ngùng, quen mắt em đường mưa chẳng lẽ loi. Những đêm về lạnh lùng, gió mưa nào ngại ngùng, quen mắt em đường mưa chẳng lẽ loi. Vâng, cảm ơn Liên Lê chị ơi, chị cười duyên quá chị gái ơi. Thái Xuân Phạm, chị Xuân, Hoa, Kim, rồi lại hôn nữa, cho hai đứa em chị gửi hai cái hôn. Cảm ơn chị Xuân rất nhiều. Cảm ơn chị và em rất nhiều. Cảm ơn các bạn ở trên diễn đàn đang theo dõi ấy. Tiếng hát của ca sĩ Lệ Hằng, sự trình diễn của ca sĩ Lệ Hằng với những nhạc bản tịch, nhạc tình đang đi vào mùa hè nóng bỏng. Ở bên Mỹ cũng nóng lắm các bạn, cả một tuần lễ nay, bữa nay may quá thì trời nó tạm tạm, hơi giảm nhiệt, thành ra ca sĩ có thể trình diễn được. Bởi vì nếu mà mở máy lạnh thì cũng được, nhưng mà nó nghe tiếng o o. Vâng, thì mời ca sĩ tiếp tục bản nhạc kế tiếp. Bản nhạc vừa rồi các anh chị nghe thấy sao ạ? Cái tựa đề rất là dễ thương, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Cái tên nhạc, một cái tựa đề rất là lãng mạn phải không ạ? Chào Đặng Văn Ngọc. Vâng anh Trăng, nhưng mà Trăng nó buồn lắm. Nhất là nghe Trăng mà của Hàm Mặc Tử. Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho. Rất là buồn. Vâng, nhà Đặng Văn Ngọc vào lại còn. Bữa nay mình không có đánh lộn với ai hết mà gồng quá. Gồng tay kinh quá. Vâng, chào bàn tay và xin chào tất cả các bạn. Nhạc phẩm tiếp theo. Lê Hằng gửi đến một nhạc phẩm cũng rất hay của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Chuyện Một Người Đi. Mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Ever hear of... tròn mãi không vơi. Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai. Sương kia sương động rồi vỡ, mây hợp rồi tan, hoan ở đợi tan. Dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Nếu biết lối đi hiểu
Vâng, ở bên Facebook chúng tôi chào Võ Tấn Đông, bạn mới vào. Chào Dương Nguyễn, người hàng xóm của lẽ Huỳnh Lâm Chương. Dương Nguyễn, chào Dương Nguyễn. Nancy Trần, và đặc biệt là Dương Nguyễn, cô hàng xóm bé Bảo, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ một dặm.
vùng tơi xanh dần mà không dám qua thăm nhau. Cảm ơn vợ chồng Đỗ Nguyễn. Vâng, chúng tôi xin được đón tiếp các bạn. Các bạn thấy những dòng nhạc ở trong nước cũng như dòng nhạc ở hải ngoại thì nó khác hẳn với những dòng nhạc mà ca sĩ Lại Hằng gửi đến các bạn. Bởi vì những bản nhạc này thông thường các bạn không được nghe trong các chương trình diva hoặc gala, tại vì những cái chương trình họ có những cái chủ đề, thành ra họ bắt buộc hát theo những chủ đề. Còn đây là chương trình lựa theo ý của ca sĩ cũng như theo của những đòi hỏi yêu cầu của các khán thính giả, nó mang nặng về nhạc tình cảm mà chúng ta chia nhau. Trong cuộc sống không có gì đẹp bằng tình yêu. Đôi khi bởi vì có một bản nhạc "Nếu hãy yêu tôi thì hãy yêu tôi ngay bây giờ, bởi vì ngày mai tôi chết đi làm sao mà yêu được nữa", đúng không các bạn? Thành ra lúc nào chúng ta yêu nhau được, chúng ta cứ yêu. Và chào bạn mới vào Hoa Mẫu Đơn, chào chị xinh đẹp lâu lắm mới được gặp Hoa Mẫu Đơn. Vâng, thì chào tất cả các bạn đã vào và khuyến khích bạn Ngọc Sang, Ngọc Sơn, mèo vật cuộc sống, chị Lại Hằng hát bài "Người về thăm quê" được không? Em muốn nghe bản nhạc đó. Thì như chúng tôi đã nói là chúng tôi yêu các bạn muốn yêu cầu, cố gắng yêu cầu sớm trước một ngày. Thì tôi nghĩ rằng bản nhạc này không có trong chương trình hôm nay. Bạn Đỗ Thanh Xuân chào ca sĩ Lại Hằng hát hay "Người lại sinh", mong ca sĩ giữ mãi hương hồn Việt tuyệt vời. Cảm ơn. Mèo vật cuộc sống đã gửi rất nhiều bàn tay và kính chào với lại tất cả. Vâng, Lại Hằng cũng cảm ơn bạn và chào đến bạn Hoa Mỗi Đêm. Cảm ơn những lời khen tặng, những tình cảm. Rất trân trọng Lại Hằng, rất trân trọng tất cả những sự yêu thương của tất cả các anh chị luôn dành cho Lại Hằng cho bấy lâu nay. Một lần nữa Lại Hằng cảm ơn. Bạn Hoàng Thành Trinh, ca sĩ hát rất hay. Quá hay. Cảm ơn bạn Hoàng Thành Trinh. Cảm ơn bạn. Có những cái bản nhạc mà như hồi nãy nhà báo đọc theo tên một nhạc phẩm á, Lại Hằng nghe rất là lạ, chưa có những nhạc phẩm Lại Hằng chưa từng hát. Tại vì đúng, phải nói thật với các anh chị là Lại Hằng là hát những cái thể nhạc mà nhạc vàng, gọi là dòng nhạc bolero trước đây, từ khi còn trẻ, còn nhỏ tới giờ, là cái đây là cái dòng nhạc mà gọi là nó đi theo Lại Hằng biết bao nhiêu năm rồi. Và cái giọng hát của Lại Hằng thì trời sinh ra cho một khi mình cái giọng gọi là cũng được luyến lấy, ngọt ngào, thành ra hợp với dòng nhạc bolero. Tuy nhiên cạnh đó thì Lại Hằng cũng có hát nhiều thể nhạc khác nữa, chứ không phải là một bolero, nhưng mà chuẩn nhất là bolero. Tại vì cái giọng của Lại Hằng là giọng luyến lấy, giọng hát ngọt và luyến lấy, thành ra rất hợp với dòng nhạc bolero. Còn những nhạc phẩm mà Lại Hằng không sắp xếp trong chương trình ngày hôm nay, nhưng nếu là những nhạc phẩm Lại Hằng đã hát rồi mà đã quen thuộc rồi thì Lại Hằng sẵn sàng. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là biết quá trễ, thành ra không kịp bỏ vào trong cái USB vào trong chương trình tối hôm nay. Và còn những nhạc phẩm mà Lại Hằng chưa từng trình diễn bao giờ thì các bạn cho Lại Hằng được xin lỗi trước. Vâng, thưa các bạn, chào Hoa Đỗ Hà, cô Lại Hằng quá tuyệt vời. Ngọc Sơn, mèo vật cuộc sống, đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về thăm quê làng trù quê mẹ và làng sen thân yêu, đúng như vậy. Vâng, người ta nói rằng cả hải ngoại dù rộng lớn cũng không thể bằng một góc nhỏ ở quê hương, đúng không? Vâng, thì ca sĩ mà thuộc nhất nhiều bài thì chỉ có ca sĩ Mỹ Thể, và chị cũng đã ra đi rồi. Ca sĩ Mỹ Thể nổi tiếng là là thuộc rất nhiều bài hát. Vâng, mời ca sĩ tiếp tục chương trình. Chào Nguyễn Hải, trời ơi quý quá Nguyễn Hải hôm nay đi vào và thăm vào giao lưu với Lại Hằng ngày hôm nay. Trời ơi quý hóa quá. Chào Nguyễn Hải, chào, chào Mạnh Nguyễn ở bên nha. Chào YouTube. Anh Đoàn Trung Dũng, chào Thủy Bích. Chào Bình Minh ở bên YouTube.
bên này có hai người mà có ba cái team như vậy, Nguyễn Hải muốn thử cho ai nữa? Chắc là một cái phải trả lại cho Nguyễn Hải đúng không? Chị Hằng trả lại chứ anh Hùng không dám trả đâu. Anh Dũng đập chết. Cảm ơn Nguyễn Hải và cảm ơn tất cả bạn mới vào và đã giao lưu với các chị Lệ Hằng trong một chương trình để chúng ta đi cởi bớt, thoái, tháo gỡ bớt những cái căng thẳng cuộc sống, nhất là bữa ăn trưa. Chào em gái, em dâu Thủy Bích cũng mới vào. Vâng, nhạc phẩm tiếp theo Lệ Hằng gửi đến tất cả các anh chị nhạc phẩm Thay Vì Sao Lạc, một nhạc phẩm cũng rất hay của nhạc sĩ Anh Việt Thu, và nhạc phẩm này cũng trong cuốn CD đầu tay của Lệ Hằng do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tức là ca sĩ nhạc trường, thực hiện cho Lệ Hằng trước đây. Chào Chun Chun ở bên YouTube mới vào. Chào Nguyễn Hải, cho Lệ Hằng gửi thăm đến anh Dũng và các cháu. Chúc cho anh Dũng cũng như Hải và các cháu thật nhiều bình an, hạnh phúc.
người về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều khi xe trường màu không pha. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn, mong người cười hay trăng. Người là vì sao nhỏ bé, tâm ái ước cho lòng là bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về về đây nghe em. Ở bên YouTube chúng tôi xin chào các bạn mới vào là bạn Nhung Nguyễn, Lê Thái và Đỗ Hà, những chàng pháo tay Xuân Nguyên, những bó hoa chàng pháo tay và bạn mới vào Nhân Tây Hát. Vâng, bạn Nhung Nguyễn, sao chị lại Hằng không về Việt Nam biểu diễn lại? Cái câu chuyện ở đây cũng hơi dài. Vâng, đầu tiên là bây giờ nếu có người bảo trợ thì chúng tôi sẵn sàng về đó, tại vì cái chi phí ở trong không có quen biết ai trong nước và không có người đứng ra bảo trợ. Tất cả những cái các bạn biết rằng vé bán hết không có nghĩa rằng ca sĩ được lời, mà đó là cái tinh thần mà khán thính giả ủng hộ động viên cho ca sĩ. Nhưng mà cái vé bán nó chỉ đủ để chi phí tiền mướn rạp và tiền mướn băng nhạc và trang trí, không có tiền lời, chưa kể mấy cái tiền khác, thí dụ như mình phải hát ghép với một vài ca sĩ nữa. Thì như vào Đào Vĩnh Hưng ấy, thì sẵn sàng nếu mà chị Hằng về hát thì em sẽ hát tình nguyện hát chung với chị và song ca luôn nữa. Đấy, thì thưa các bạn, đó là những cái khó khăn cho một người ca sĩ ở nước ngoài mà chúng tôi lại không có những cái móc nối, không có đầu cầu. Nếu mà Lê Thái đứng ra tổ chức thì chắc là về đấy. Lê Thái ạ. Vâng, mời ca sĩ Lê Hằng tiếp tục chương trình. Vâng, Lê Hằng cũng được xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị mới vào. Chào anh Nguyễn Trường, chào Lê Thái. Một lần nữa cho Lê Hằng để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lê Thái nha. Happy birthday to you. Happy, chúc mừng sinh nhật Lê Thái. Chúc cho mau ăn trông lớn nhé. Cái bụng bây giờ to lắm rồi, vừa lái xe vừa nghe ca sĩ Lê Hằng hát. Và bây giờ sao đúng lúc Lê Thái vào mà Lê Hằng lại chọn một cái bài Nắng Chiều, là cái bài hình như hôm rồi Lê Thái cũng mới hát đây đó. Thì nếu Lê Hằng nhớ không lầm, Nắng Chiều cũng là một nhạc phẩm ở trong cuốn CD đầu tay của Lê Hằng, một nhạc phẩm cũng rất hay của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Và bây giờ mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức Nắng Chiều. Nhạc phẩm này cũng tặng cho Lê Thái một chúc mừng sinh nhật nha.
và cũng tặng cho tất cả các anh chị đang cùng đồng hành với Lệ Hằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, chúng tôi chào chị Lê Thường Vi bên Facebook. Bản nhạc về đây nghe Nguyễn Trường đề nghị chúng tôi chắc là sẽ hát vào cuối chương trình để mời tất cả những người nào chưa về Việt Nam hãy về đây nghe em. Vâng, thưa các bạn, anh Quang Phố Cổ, tôi không ấn nhầm, nhưng mà bạn ấy đã có một cái rất là bất nhã. Trong lúc ca sĩ Lê Hằng đang hát thì bạn ấy yêu cầu anh Hùng hát bản Nắng Cực đi, thì tất cả mọi người Việt Nam dù ngu dốt đến đâu cũng hiểu chữ Nắng Cực là cái gì. Vâng, chúng tôi không thích đùa ở trong chương trình, nhất là những cái chương trình mà mang tính văn nghệ, văn hóa như thế này. Vâng, xin lỗi anh Quang Phụ Cổ, tôi không biết cái nick là của ai, nhưng mà tôi xác nhận tôi không bấm nhầm. Vâng, chào các bạn, chào bạn Đỗ Xuân Thanh, bạn này làm tôi nhớ lại Đại tá Xuân Thanh ở trên tàu Trường Sa. Đại tá Xuân Thanh rất là đẹp. Đại tá là trưởng đoàn văn nghệ quân khu 4 và rất là giỏi, chơi nhạc rất là hay. Thì bạn là Đỗ, còn bên kia thì Trần Thành, không biết có phải không, nhiều khi có. Vâng, chào Hà Dương cũng mới vào, và chào tất cả, cảm ơn những cái tràng pháo tay của các bạn. Và chúng tôi trong những chương trình live stream của chúng tôi đó, chúng tôi cũng đã nhắc nhở rất nhiều. Và đặc biệt chương trình văn nghệ này nữa thì các bạn không nên đùa như vậy. Nhất là cái bản nhạc Nắng Chiều đó cũng bị đổi lời rất nhiều bởi vì cái chữ nắng đó. Thì xin lỗi cái người nào đó mà tôi đã bắt buộc phải xóa. Thì hy vọng là người đó nếu đã biết chúng tôi thì thể nào cũng phải biết cái chương trình nữa. Chào bạn Hoàng Nam cũng mới vào. Chào bạn Hoàng Gia. Bây giờ các bạn ở trong YouTube vào khá đông. Và trong chương trình bên Facebook thì chào bạn Nguyên Nguyên cũng mới vào. Và Nguyễn Trường là bạn cố gắng ngồi chờ để ca sĩ nghe. Vâng, thì thể theo lời yêu cầu của ca sĩ Lệ Hằng, rất chiều khán thính giả, thì ca sĩ Lệ Hằng nói sẽ hát Về Đây Nghe Em ngay bây giờ, theo lời yêu cầu của bạn Nguyễn Trường. Thì không biết bạn Nguyễn Trường còn ở đây, thì xin bạn nháy cho một để biết rằng bạn hãy còn đây, và ca sĩ Lệ Hằng sẽ tiếp tục chương trình với nhạc phẩm bạn đã yêu cầu. Vâng, cảm ơn anh Quang Phú Cổ đã nhắc nhở các bạn. Hoàng Gia Bảo Thịnh hôm nay bác gái xinh ghê, chắc là mấy lần trước Hoàng Gia Bảo Thịnh không vào. Chào bạn Phạm Thành Đô Official, lại thêm một nhạc sĩ có mặt đây. Nhạc sĩ Phạm Thành Đô, hy vọng rằng ca sĩ Lệ Hằng không múa rìu qua mắt thợ, nhất là giọng ca của Lê Thái cũng như là giọng tenor SU30 còn vượt bức tường ông Thạnh, không bằng Lê Thái hát ngứt ngưởn trời cao. Vâng, thưa các bạn, không biết là ngày hôm nay thì chúng tôi có chương trình giao lưu hay không, bởi vì thể theo lời yêu cầu các bạn cũng muốn nói chuyện. Thì nói thật là các bạn ngày hôm nay thì nhà báo cũng có lựa chọn chủ đề, nhưng mà nếu mà các bạn muốn thích vào chúng ta tâm sự với nhau thì chúng tôi mở stream ra để các bạn lên trao đổi về cái dòng nhạc mà chúng ta mới thấy mấy lùm xùm mấy bữa nay, tức là Gia Tài Của Mẹ. Mặc dù Gia Tài Của Mẹ này sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó chẳng còn cái gì hết. Vâng, mời ca sĩ Lệ Hằng tiếp tục chương trình. Nguyễn Trường, dịp này dịch đã tan rồi, anh chị về thăm quê đi. Chúng tôi được biết, nhân tiện đây cũng thông báo cho các bạn, nếu các bạn nào đi máy bay của China Airlines thì sẽ phải quá cảnh, hoặc là những hãng máy bay nào quá cảnh qua Đài Loan thì ở bên
sân bay Đài Bắc vẫn đòi hỏi 48 tiếng đồng hồ giấy chứng nhận rằng các bạn không có dương tính, tức là bạn âm tính trong vòng, có trị giá trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Khi có mặt tại sân bay Đài Bắc, thành ra cũng hơi rắc rối rồi. Những người, có một số người đã không có giấy quá cảnh, thành ra phải trở lại ở phi trường Los Angeles. Thì nhưng mà hãng China Airlines, chúng tôi cũng xin cảm ơn hãng China Airlines rất là lịch sự, cho các hành khách đó về nhà lấy giấy chứng nhận âm tính xong trở lại đi chuyến khác mà không bù thêm thiệt hại hoặc là tiền phạt gì hết. Vâng, cảm ơn rất nhiều China Airlines cũng như Việt Nam Airlines qua quá cảnh qua đường phi trường Đào Viên, tức là phi trường của cái sân bay của Đài Loan. Không biết ca sĩ Lệ Hằng xong kia thì mời ca sĩ Lệ Hằng tiếp tục chương trình. Vâng, cảm ơn sự chờ đợi của tất cả các anh chị. Và bây giờ, thể theo lời yêu cầu và một nhạc phẩm mà có lẽ là không thể từ chối được, là vì một nhạc phẩm là coi như là linh hồn của mình rồi. Và nhạc phẩm này cũng đã đưa tên tuổi của Lệ Hằng bay bổng trên về quê hương Việt Nam trong suốt thời gian mà từ lúc ra đảo Trường Sa cũng như đi hát ở tất cả mọi nơi, công trường Lý Thái Tổ, nhà hát Lan Anh, Đại hội Việt Kiều rất là nhiều ạ. Thành ra ngay ra tới về quê Thái Bình cũng vậy, giao lưu với tất cả các anh chị ở Thái Bình cũng nhất định là yêu cầu nhạc phẩm Về Đây Nghe Em, không thể nào thiếu được. Một nhạc phẩm mà gọi là Lệ Hằng rất gọi là ấp ủ và bây giờ gọi là giống như linh hồn của mình, tức là luôn luôn đi theo mình. Và bây giờ mời tất cả các anh chị cũng như anh Trường yêu cầu nhạc phẩm Về Đây Nghe Em. Mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức sau đây. Về Đây Nghe Em là thương hiệu của ca sĩ Lệ Hằng tại Việt Nam. Chào bạn Nguyên Nguyên mới vào. Trên môi em thơ là tiếng hát thân hoan.
đây cho nhau nụ cười tương lai. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây cùng hát trên sông nước này, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng suối cha và nhà hoa. Xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Facebook mà coi bằng TV thì chúng tôi không biết là các bạn là ai, thành ra không thể chào được. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Thành Đô Official, tuyệt vời. Hoàng gia bảo trệ, bác ơi, không đầu không cuối mới hay, không cần chủ đề, lên sóng luôn đi bác. Vâng, thể thao là yêu cầu tối nay chúng tôi sẽ tiếp, sau khi chương trình ca sĩ Lệ Hằng chấm dứt, chúng tôi lại cần 15 phút để lên phim gia và các bạn vào đóng góp chương trình ngày hôm nay với chủ đề là gia tài của mẹ. Các bạn góp ý kiến nha. Bạn Phạm Thành Đô, cảm ơn rất nhiều. Chữ hai chữ tuyệt vời thôi là đủ nói lên tất cả mọi sự. Bởi vì ở bên Việt Nam, Về Đây Nghe Em là thương hiệu của ca sĩ Lệ Hằng và đã được trải dài trên khắp miền đất nước. Người ta đòi mang cắm cờ này cờ kia ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn thì ca sĩ Lệ Hằng đã cài cắm được bản nhạc Về Đây Nghe Em trên khắp miền của đất nước, đặc biệt là ở sân khấu Lăng Ba Đình, sân khấu Lý Thái Tổ, sân khấu Lan Anh và ở những sân khấu lớn của HTV cũng như là của VTV4, VTV1. Vâng, thưa các bạn, có lẽ là không còn gì lời để nói hơn, cảm ơn ông Đỗ.
Thanh Xuân, và cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng. Bây giờ là còn 3 phút nữa là 10 giờ. Vâng, chắc thì... một bài nữa, chắc một bài nữa là để chấm dứt chương trình. Vâng, mời ca sĩ Lệ Hằng. Một hai bài nữa cũng không sao hết. Các bạn thích nghe nhà báo nói hơn nghe Lệ Hằng hét phải không ạ? Cũng nhớ lắm, tại vì các bạn biết mà, nghệ sĩ thì luôn luôn là gắn bó với sân khấu, với khán giả. Người mà đã đam mê, mang dòng máu mà đam mê ca hát rồi, âm nhạc rồi, khó lòng mà quên được lắm. Thành ra cũng rất là nhớ, nhưng thôi, đây là cái sân khấu nhỏ của Lệ Hằng. Lệ Hằng chỉ có để ở đây thôi, chứ Lệ Hằng không có khanh đi đâu hết. Một gia đình nhỏ dưới trong mái ấm gia đình, nhưng mà chồng thì nói, vợ thì hát, cũng là cố gắng, những cái cố gắng để mà đóng góp, mang đến những cái niềm vui với những cái bổ ích cho tất cả các anh chị. Nhà báo thì đưa tin tức thời sự khắp thế giới để cống hiến cho tất cả các độc giả. Còn Lệ Hằng thì mang tiếng hát, lời ca để là mang những niềm vui để cho tất cả các anh chị để thư giãn trong những lúc mệt mỏi, phải không ạ? Và cũng một lần nữa xin chào tất cả các anh chị mới vào sau, và cảm ơn những lời khen tặng bông hoa trái tim các anh chị đã dành cho Lệ Hằng. Vâng, bạn Tuấn Nguyễn, bạn Trần Mạnh Tuân ở trong YouTube, Facebook. Trần Mạnh Tuân Thái Bình đấy phải không ạ? Vâng, Trần Thái Bình đấy. Đấy, người đồng hương của Lệ Hằng đấy, chào Trần Mạnh Tuân. Nhớ kỳ về mà Thái Bình, lần nào nhà báo và Lệ Hằng về Việt Nam thì cũng đều ghé về bên quê của Lệ Hằng, quê cha là Thái Bình, thì cũng gặp những bạn bè độc giả ở đó. Và Trần Mạnh Tuân cũng là một người ở Thái Bình, Lệ Hằng chưa được gặp nhưng nhà báo đã được gặp rồi. Và Lệ Hằng có giao lưu ở cà phê phố xưa, lần nào về cũng giao lưu ở cà phê phố xưa, và không bao giờ thiếu sót nhạc phẩm về đây nghe em, tức là các anh chị, các bạn nghe hoài vẫn không bao giờ chán, vì các anh chị nói là rất nhiều ca sĩ hát, ca sĩ nổi tiếng á, nhưng mà sao Lệ Hằng hát cái bài này nghe nó nhập tâm quá. Thì Lệ Hằng có cái cảm nghĩ rằng là cũng thấy như vậy, vì cái bản đó nó nằm ở trong cái tâm trạng của Lệ Hằng lần đầu tiên được về quê hương. Thành ra nó nao nức, nó trong lòng nó sao xuyến, không biết tả sao cho hết. Thành ra khi mà Lệ Hằng cất tiếng hát lên, hát cái nhạc phẩm này giống như là nó ở trong máu của mình mà hát ra đó. Thành ra nó có cái hồn. Thành ra các anh chị cứ cho Lệ Hằng những lời khen. Vâng, và bây giờ nhạc phẩm cuối cùng nhé, để cho trả sân khấu lại cho nhà báo. Đoạn buồn đêm mưa. Việt Nam. Bạn Hoàng Gia Bảo Trịnh có nói em cũng đề nghị bài này, em cũng định đề nghị, thế là bài về đây nghe em. Thế ạ, Hoàng Gia Bảo Trịnh, vâng, vậy thì Lệ Hằng mới được biết. Vâng, thì cũng để gửi tặng đến cho Hoàng Gia Bảo Trịnh, một cái tên, một cái nick gọi là do có vẻ vua chúa quá. Đoạn buồn các anh nghe lại một lần nữa được nghe bài hát về đây nghe em qua tiếng hát cô Lệ Hằng tuyệt vời. Đỗ Thanh Xuân, con người có tâm sáng, thường họ trẻ rất lâu. Thế à? Cảm ơn nhà Nam Hoàng, một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, và một trái tim chấm biết yêu thương mọi người, đúng không Hoàng Nam? Vâng, mời ca sĩ Lệ Hằng. Bây giờ Lệ Hằng có chọn này, Hoa Trinh Nữ này, Hoa Trinh Nữ này, Như Đã Dấu Yêu nè, Đoạn Buồn Đêm Mưa nè, Loài Hoa Không Tên này, ôi giời, toàn là nhạc tình không à. Ok, các anh chị thích nhạc phẩm nào Lệ Hằng sẽ gửi hát lại tặng ngay. Nhà báo yêu cầu là Đoạn Buồn Đêm Mưa, tại vì của người hay hát là NPH. Và Nam Hoàng là lần sau muốn nghe ca sĩ Lệ Hằng hát bài Mimosa, từ đâu em tới. Bài đó là bài chuyện tình Mimosa của nhạc sĩ Trường Hải, cũng rất hay.
Vâng, thần sâu nha, Hoàng Nam. Nhạc phẩm đó rất hay, mời của nhạc sĩ Trường Hải. Năm xưa chốn này, phải không ạ? Cái câu đầu tiên đó là năm xưa chốn này đó, đó bài đó đó. Vâng, bây giờ đoạn buồn đêm mưa. Đầu tiên là ông nhà báo ông yêu cầu trước, để không biết là bốc thăm đi bác. Bốc thăm. Rất đại loại bốc thăm. Chắc nhạc thì không bốc thăm. Bây giờ thì thôi, bây giờ chọn bài đoạn buồn đêm mưa rồi. Thì sau đó nếu mà còn bạn nào yêu cầu thì Lê Hằng làm nốt luôn, còn không thì hát luôn ba bài cho nó đồng hồi. Ôi dồi ôi. Vâng, bây giờ đoạn buồn đêm mưa để khỏi mất thì giờ của tất cả các anh chị. Đức Nguyễn mừng như đã đấu yêu. Vậy vâng để lòng nghe bao
trời, đúng là giọng ca để đời. Xin chúc ca sĩ Lệ Hằng trẻ khỏe, yêu đời mãi. Quang phố cổ chào một người bạn. Hà Dương, nhà báo trang trí phòng hát cho ca sĩ đẹp. Vâng, cảm ơn ca sĩ trang trí ngoài nhà báo. Vâng, chào bạn Giặc Cách Mạng Trắng Hoàng Duy Hùng. Sau chương trình chúng tôi sẽ mở lại cái nick lúc nãy đã khóa. Bây giờ Nhi đã dấu yêu, bạn nào mới yêu cầu thêm một bài nữa rồi để Lệ Hằng chấm dứt nhé. Có bạn Đức Nguyễn yêu cầu bạn Như Đã Dấu Yêu. Bạn Trình Trình Thất thì không cần phải bốc thăm nữa. Không biết Trình Thất là thích bản Hoa Trinh Nữ nữa phải không? Nếu mà thích thì Hoa Trinh Nữ làm luôn. Trễ quá không? Vâng, mời ca sĩ Lệ Hằng. Là mộng ước
nồng nàn như đã giấu nhau. Chào bạn Nguyễn Tiến Vượng ở bên Facebook mới vào. Chào chị Xuân. Thank you, love you so much. Chào em gái chị Bích. Chị hát hay quá. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị. Ở bên, YouTube thì quá trời bông hoa. Đây hết, giải đây hết. Vâng, Nguyễn Mạnh Cường luôn luôn là người gửi rất nhiều bông hoa. Đại lý bán hoa trong chương trình ca sĩ lệ hàng. Chào bạn Đỗ Thanh, Đỗ Xuân Thanh cũng gửi rất nhiều hoa và tin. Anh Việt, chào chị anh Hùng nhá, chào anh chị Hùng nhá, rất nhiều cái tin. Và Đặng Văn Ngọc cũng lại bông hoa nữa. Và Nguyễn Lê Thế, Lệ Hằng, Hà Dương, coi chừng nói cái tối ngủ mơ nữa. Và Đỗ Hà, cô Lệ Hằng, quá tuyệt vời. Vâng thưa các bạn, còn một bản nhạc nữa không biết ca sĩ Lệ Hằng còn hơi hát không. Thì như là bạn ấy bảo là bốc thăm thì thôi, thì hát đầy cho đầy đủ. Bản thứ ba là bản Hoa Chi Nữ. Bây giờ thôi hát bài này đi, tại vì hát vâng tùy theo ca sĩ Lệ Hằng. Một bài hát cuối cùng trước khi chúng ta chia tay. 10:30 là chương trình của nhà báo nha. Okay, bây giờ một bài nữa nhé. Một bài này cũng rất là tình cảm để gửi tặng cho đến tất cả các anh chị còn đang trong chương trình cùng giao lưu cùng Lệ Hằng và vẫn còn ở trong Facebook cũng như YouTube. Một nhạc phẩm cuối cùng Lệ Hằng xin phép được tặng cho tất cả các anh chị còn đang giao lưu với Lệ Hằng trong chương trình tối hôm nay ở Cali và buổi trưa tại Việt Nam. Một đời yêu anh thì xin phép được một đời yêu tất cả các anh chị, tất cả các bạn, cũng những người đã dành cho nhà báo cũng như nhà cũng như ca sĩ Lệ Hằng những tình cảm rất là trân trọng. Vâng, mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nữa của nhạc sĩ Trần Thượng Thanh. Hôm nay đặc biệt chọn lại nhạc của Trần Thượng Thanh hơi nhiều. Một đời yêu anh. Mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Chào Dương Nguyễn vẫn còn ở đây. Thủy Bích. Nơi nhất như đã hát lửa vơi.
băn tâm tôi. Sống ân tình sao đi không tới, em trách mình, em trách em thôi. Cay đắng nào đem trái trên môi. Cảm ơn các bạn mà cũng vào sau Nguyễn Tiến Vượng là cách đây khoảng 10 phút, Nguyễn Trúc Châu và Trần Hoàng Nam. Đặc biệt các bạn nội hà mới vào nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cảm ơn ca sĩ đã cho khán giả được thưởng thức một bản nhạc hay. Bạn Hà Dương, Hà Dương chào các bạn bè thôi. Đỗ Xuân Thanh xin chào mọi người, chúc một ngày tốt đẹp. Nguyễn Lê Thế, những bông hoa hồng. Đỗ Xuân Thanh xin chào anh San Kham. San Kham khen công nhận chị Hằng vẫn giữ được phong độ. Nguyễn Lê Thế, mọi người hô to lại Hằng vậy, mình không có biểu tình đâu, đừng có hô to mệt lắm, bị ám ảnh lắm, đi cầu đâu bị ám ảnh. Tôi bị ám ảnh nha. Hà Dương, chúc ca sĩ Lệ Hằng mãi mãi trẻ khỏe luôn, hạnh phúc. Vâng, cảm ơn các bạn. Quang Phố Cổ, Quang Phố Cổ, rất nhiều bài hát về tình yêu hay như thế này mà sao Khánh Ly cố tình hát bản nhạc đó nhiều. Cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng, ngón tay và những cái tim. Vâng, cảm ơn các bạn. Chưa bất cứ một cái chương trình nào nó cũng phải có lúc chấm dứt, cuộc vui nào cũng phải tan.
chúng ta chấm dứt trong cái sự tiếc nuối của mọi người để tiếp tục cho những cái niềm vui kế tiếp. Và trong những giây phút sắp tới, chắc chắn các thế giới là anh sẽ gửi cho các bạn những bản hát hay hơn và gắn bó với các bạn nhiều hơn, trong khi chờ đợi trở về với các bạn trong một dịp để mà chúng ta giao lưu với nhau. Thì tối nay cũng chính thức mời anh San Kham lên trên kinh gia. Các bạn cho tôi đúng khoảng 10:30 chúng tôi sẽ mở máy bằng chuyên gia và mong rằng tất cả mọi người vào đóng góp bất cứ ý kiến gì cũng được, nhưng mà nếu được thì chúng ta tập trung vào chủ đề gia tài của mẹ và đã mới xảy ra. Chúng tôi muốn được nghe được những ý kiến của bạn ngoài những cái ý kiến mà chúng tôi đã đưa lên mấy ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa thay mặt ca sĩ Lệ Hằng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình giao lưu tối hôm nay và đã để lại rất nhiều ấn tượng. Bảo đảm tối nay ca sĩ Lệ Hằng sẽ ngủ ngon. Vâng, một lần nữa Lệ Hằng rất cảm ơn tất cả các anh chị và cũng tình cảm như lời khen tặng dành cho Lệ Hằng. Lệ Hằng rất là trân trọng. Mình phải tranh thủ tại vì thời gian nó không bao giờ nó đợi mình, chờ đợi mình, phải không ạ? Thành ra còn sức khỏe, còn sức và còn gào thét, còn hát. Vâng, vẫn còn đam mê lắm ạ. Thành ra hẹn tất cả các anh chị vào lần tới. Một lần nữa Lê Hằng xin được tạm biệt.